Sao bằng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ cả nhà con nồi cơm điện 1 lít của Nhật Bản. Rất là đẹp. Bình thường thì các bác sử dụng nồi cơm ở nhà thì đa số mình mua nồi Việt Nam thì nó là những cái nồi mâm nhiệt thôi. Cũng nhiều bác không để ý đâu. Nhưng mà Nhật thì họ đa số họ dùng nồi cao tần. Khi nồi cao tần thì các bác nhìn nó sẽ có ký hiệu chữ IH đây nhé. Đấy, chữ IH đây nó biểu thị cho nồi cao tần. Nồi mâm nhiệt thì các bác nấu ấy thì nó đun nước như là cái bếp điện máy xo ngày xưa thôi. Còn nồi cao tần thì nó sẽ hoạt động cơ chế cái xo này là xo từ như là cái bếp từ bây giờ. Đấy là hai cái phân biệt khác nhau. Cái nồi cao tần thì nó nấu cơm sẽ ngon hơn rất nhiều, hạt gạo sẽ chín từ bên trong ra. Còn nồi mâm nhiệt thì chín từ bên ngoài vào. Cho nên là cái nồi cao tần khi các bác nấu cơm thì các bác có chẳng may để khô nước thì nó cũng không bị cái hiện tượng sống sượng bên trong. Còn đối với nồi cơm mâm nhiệt thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là bên ngoài chín nhưng bên trong thì hạt gạo bị sống. Đấy là cái công nghệ của nồi cơm Nhật. Nồi cơm Nhật thì nó là đỉnh cao nhất rồi. Con này thì em bán là 1 triệu này, nồi 1 lít nhé. Sử dụng được 1 cân gạo, năm sản xuất là 2017, rất là đẹp. Tình trạng bên ngoài cũng rất ok đẹp các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Nồi sử dụng điện 100V, cho nó 2017, cơ chế dây rút, rất là đẹp, dây chắc chắn, dày dặn. Nồi rất dễ sử dụng thôi ạ, bình thường các bác bấm nút này các bác nấu này. Chế độ nấu tiêu chuẩn 53 phút chín này, tắt này, nút này phát thì hâm cơm này, nóng cơm. Đấy. Đây là thời gian thực này, thời gian đấy, còn khi các bác muốn hẹn giờ nhé, ví dụ như là nên có mức 1 là hẹn giờ tối này là 6:30 ăn cơm này, hay 7:30 hay 7:00 bao nhiêu thì tùy này. Cho nên mình ấn ok ở đây thì đúng đến 19:40 cơm mình chín là mình ăn. Dạ. Yeah. Hai chế độ hẹn giờ khác nhau. Nước hai này mình chỉnh giờ thoải mái. Hai cơ chế hẹn giờ. Cái nút này thì là nút chuyển các chế độ gạo. Gạo trắng, gạo lứt rồi nấu xôi, nấu cháo các kiểu. Bên này thì chuyển các chế độ nấu nhanh, nấu chậm. Đấy có dịch. Đấy các bác bề con này lòng nồi này các bác này, dày dã man luôn. Con này lòng nồi phải dày chắc tầm 3 ly, nặng cực kỳ luôn. Đấy. Đối với cái chống dính của Nhật Bản này thì khi các bác nấu không bao bị cháy, không mất một tí cháy nào, không tốn gạo. Nấu bao nhiêu ăn gần đấy. Đấy. Thế là tiết kiệm được khối là khá là nhiều gạo nhá. Khi mà nấu chỉ cần rửa tay lấy cái chổi lấy rẻ cua cái là nó sạch hết. Nó cơm dính ngay. 1 triệu cho một chiếc nồi cơm Nhật nội địa. Những chiếc này khi mới thì nó có giá vào khoảng 6-7 triệu. Khá là đắt. Để người Việt Nam mình mà đại trà những cái nồi cơm Nhật này thì nó hơi khó. Cho nên là nó mới sinh ra cái nồi bãi này các bạn. Nồi bãi này phải nói là dùng vẫn rất là tốt. Mà chất lượng nấu không có gì khác biệt so với những cái nồi mới cả. Nó để mã số 5 nhé. Bác nào lấy thì các bác liên hệ giá 1 triệu. Bảo hành cho các bác nồi cơm này 1 năm. Chào các bác.